Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai, ngày 14 tháng 1, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị thánh lễ và buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong mục Sinh hoạt giáo hội, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn cha Joan Lê Quang Việt về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Panama. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ kể về ngôi nhà luôn mở rộng cửa đón tiếp những người di dân tị nạn của bà Luciana Spigolone. Bây giờ, Thánh Hiền xin gửi đến quý vị mục Gặp Đức Giáo Hoàng. Ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay kết thúc mùa Giáng sinh. Phụng vụ mời gọi chúng ta nhận biết Chúa Giêsu một cách trọn vẹn hơn trong dịp chúng ta cử hành biến cố ngày Giáng sinh. Chính vì thế, Tin Mừng cho chúng ta thấy hai yếu tố quan trọng: mối tương quan giữa Chúa Giêsu và dân chúng, mối tương quan giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha. Kính thưa quý thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương trưa Chủ nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Trước đó, lúc 9 giờ 30 sáng, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ trong nhà nguyện Sistina và ban bí tích rửa tội cho 27 trẻ em nam nữ. Bắt đầu bài giảng, Đức Thánh Cha hỏi cha mẹ của các em. È stata posta la domanda, cosa chiedete? Các con xin gì cho các con của các con? Và tất cả cùng trả lời, xin đức tin. Đức Thánh Cha tiếp tục, các con xin hội thánh đức tin cho con cái, và hôm nay các em sẽ lãnh nhận thánh thần, món quà đức tin trong chính tâm hồn, trong chính linh hồn. Nhưng đức tin này phải được lớn lên, phải được phát triển. Vâng, có người nói với cha rằng, vâng, chúng con phải học biết để tin. Đức Thánh Cha nói với các cha mẹ, đúng, khi các em đi đến các lớp giáo lý, các em sẽ được học biết về đức tin. Nhưng trước khi được học hiểu giáo lý, đức tin phải được thông truyền và đây là công việc của các con, các cha mẹ. Bổn phận mà hôm nay các con lãnh nhận đó là thông truyền đức tin. Và điều này phải được thực hiện tại gia đình. Bởi vì đức tin luôn luôn được thông truyền qua thổ ngữ của gia đình, trong bầu khí gia đình. Và đây là bổn phận của các con, thông truyền đức tin bằng gương lành, bằng lời nói. Hãy dạy các em làm dấu thánh giá, điều này rất quan trọng. Hãy quan sát xem, có những trẻ em không biết làm dấu thánh giá. Hãy làm dấu thánh giá, và các con hãy làm một lần như vậy. Các em không hiểu điều các con làm, nhưng điều đầu tiên hãy dạy chúng điều này. Và Đức Thánh Cha tiếp tục. Ma l'importante è trasmettere la fede con la vostra vita di fede. Điều quan trọng là thông truyền đức tin bằng chính đời sống đức tin của các con. Các em sẽ nhìn thấy tình yêu giữa các con. Đó chính là sự bình an của gia đình. Và chúng sẽ nhìn thấy Chúa Giêsu ở đó trong gia đình. Cho phép cha cho các con một lời khuyên. Đó là đừng bao giờ cãi nhau trước mặt con trẻ. Đừng bao giờ. Tất nhiên đây là chuyện bình thường nếu vợ chồng cãi nhau, nhưng chỉ giữa hai vợ chồng, và không được để cho con cái nghe thấy được điều này. Các con không biết nỗi đau khổ mà một em bé phải chịu đựng như thế nào khi chúng thấy cha mẹ cãi nhau. Lời khuyên của cha giúp các con thông truyền đức tin cho con cái, đó là không cãi nhau trước mặt chúng. Và Đức Thánh Cha nói, trước khi tiếp tục cử hành phụng vụ, cha muốn nói với các con một điều khác. Các con biết rằng, ngày nay trẻ em cảm thấy mình sống trong một môi trường khác lạ.
Các em cảm thấy bị hơi nóng bao phủ nhiều hơn. Các em cảm thấy không khí oi bức. Và đây là lý do đầu tiên làm cho các em khóc. Và rồi lý do thứ hai làm cho các em khóc, đó là các em đói. Lý do cuối cùng, đó là khóc vì khi phòng ngừa. Đây là một sự kỳ lạ. Không, đó là một sự bảo vệ. Cha nói cho các con biết các em ổn cả. Các con hãy cẩn thận không nên bao phủ chúng quá nhiều. Và nếu chúng khóc vì đói, hãy cho chúng bú. Với các bà mẹ, cha muốn nói với các con, hãy cho các em bú, không có vấn đề gì cả. Thiên Chúa muốn điều đó. Đối với các trẻ em, nếu một em bắt đầu khóc, em khác đáp lại, và lại một em khác nữa. Và cuối cùng chúng trở thành một ca đoàn cùng nhau khóc. Cha nhắc lại, hãy thông truyền đức tin cho các em bằng mẫu gương sống trong gia đình. Sau đó, Đức Thánh Cha tiếp tục thánh lễ với việc cử hành bí tích rửa tội cho các em. Có các giám mục giúp Đức Thánh Cha sức dầu thánh và trao áo trắng cho các em. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói, ngày lễ Chúa chịu phép rửa hôm nay kết thúc mùa Giáng sinh. Phụng vụ mời gọi chúng ta nhận biết Chúa Giêsu trọn vẹn hơn trong dịp chúng ta cử hành việc Ngài Giáng sinh. Và chính vì điều này, phúc âm hôm nay minh họa hai yếu tố quan trọng. Mối tương quan của Chúa Giêsu với dân chúng và mối tương quan giữa Chúa Giêsu với Chúa Cha. Trong câu chuyện về việc Thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho Chúa Giêsu tại sông Giô-đan, trước tiên chúng ta thấy vai trò của dân chúng. Dân chúng không chỉ là nền của một cảnh, nhưng là một thành phần thiết yếu của biến cố. Trước khi dìm mình trong dòng nước, Chúa Giêsu dìm mình trong đám đông. Ngài liên đới hoàn toàn với thân phận của con người, chia sẻ tất cả ngoại trừ tội lỗi. Trong sự thánh thiện của mình đầy tràn ân sủng và lòng thương xót, con Thiên Chúa trở thành xác phàm để gánh lấy tội lỗi thế gian. Bởi vậy hôm nay cũng là hiển linh, bởi vì Chúa đến cho Gioan làm phép rửa, hiện diện giữa những người đang sám hối. Chúa Giêsu biểu lộ sự hợp lý và ý nghĩa sứ vụ của Ngài. Chúa cùng với dân chúng xin Gioan chịu phép rửa hoán cải. Chúa Giêsu cũng muốn chia sẻ ước muốn sâu sắc đổi mới nội tâm. Và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên người dưới hình chim bồ câu và cùng với Chúa Giêsu dấu hiệu một thế giới mới, một tạo dựng mới bao gồm tất cả những ai đón nhận Đức Kitô vào cuộc sống. Mỗi người chúng ta cũng vậy, chúng ta được tái sinh với Chúa Giêsu trong bí tích rửa tội. Lời của Chúa Cha, con là con yêu dấu của Cha, con đẹp lòng Cha. Đây là tình yêu của Cha mà chúng ta đã lãnh nhận trong ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Là ngọn lửa đã được thắp lên trong tâm hồn chúng ta. Và điều này đòi phải được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và bác ái. Sau khi đắm mình trong dân chúng và trong dòng nước, yếu tố thứ hai được Thánh sử Luca nhấn mạnh đó là Chúa Giêsu đắm mình trong cầu nguyện, nghĩa là hiệp thông với Cha. Phép rửa là khởi đầu đời sống công khai, sứ vụ của Chúa Giêsu trong thế giới, trong tư cách được Cha sai đến trong thế gian, để bày tỏ sự tốt lành và tình yêu của Cha dành cho con người. Sứ mệnh này được Chúa Giêsu hoàn thành trong sự kết hợp liên tục và hoàn hảo với Cha và Thánh Thần. Đây cũng là sứ mệnh của giáo hội và của mỗi người chúng ta. Để trung thành và sinh hoa trái, đó là được mời gọi ghép mình vào Chúa Giêsu. Tiếp tục tái sinh công quyền loan truyền tin mừng và việc tông đồ trong cầu nguyện. Để làm chứng Kitô giáo một cách rõ ràng, không theo kế hoạch của con người mà theo chương trình và cách thức của Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa là cơ hội tốt lành để đổi mới với lòng biết ơn và xác tín lời hứa trong ngày chúng ta lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Hãy dấn thân sống xác tín này trong đời sống hàng ngày. Chúa Giêsu cứu độ chúng ta không phải vì công trạng của chúng ta, nhưng là để thực hiện lòng tốt vô biên của Chúa Cha. Ngài là đấng có lòng thương xót tất cả. Đức Maria Trinh Nữ, mẹ của lòng thương xót, là người hướng dẫn và mẫu gương của chúng ta. Với ý nguyện trên, kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. E abitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Digni efficiamur per omissionibus Christi. Grazie a Tua, an quae sumo Domine, mentibus nostris infunde, uci angelo nunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per eunde in Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex non nunc usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Văn Yên phỏng vấn cha Gioan Lê Quang Việt về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Panama. Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn một tuần nữa Đại hội Giới Trẻ sẽ diễn ra tại Panama. Chúng tôi có một cuộc phỏng vấn ngắn với cha Gioan Lê Quang Việt, đặc trách Giới Trẻ Tổng giáo phận Sài Gòn và cũng là thư ký của Ủy ban Giới Trẻ thuộc Hội đồng Giáo mục về việc tham dự đại hội của đoàn Việt Nam. Con kính chào cha. Thưa cha, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới là một dịp đặc biệt. Từ những lần đại hội trước cũng như là lần đại hội này với chủ đề là Này tôi là tôi tớ Chúa, xin làm cho tôi như lời Sứ Thần nói, thì Ủy ban Giới Trẻ đã đón nhận và chuẩn bị cho biến cố này như thế nào ạ? Kính chào cha Yên, chào Yến Nhi và kính chào các bạn trẻ Công giáo Việt Nam. Từ tháng 3 năm 2018, trong ngày Giới Trẻ Mùa Chay, các bạn trẻ đã được hướng tới ngày Giới Trẻ tại Panama. Từ đó, có bản tin online mỗi tháng, văn phòng Giới Trẻ thường xuyên có những bài viết về sự kiện này. Các bạn chia sẻ những tâm tình của mình, các bạn khai thác những đề tài gợi ra từ chủ đề, các bạn thông tin cho nhau về những diễn biến của ban tổ chức trung ương cũng như ban tổ chức địa phương đang ráo riết để chuẩn bị cho cái sự kiện quan trọng này. Và đặc biệt đối với các bạn trẻ có ý định đi Panama, được nhận các thông tin để chuẩn bị cho chuyến đi như thủ tục đăng ký, chi tiết chuyến bay, trao đổi các đề tài liên quan, vân vân. Hiện tại số lượng đăng ký chính thức mà Ủy ban Giới Trẻ có thể thống kê được là bao nhiêu rồi ạ? Và có thể có nhiều bạn trẻ đi tự do nữa. Trước hết thì chúng ta cần phải lưu ý đây là một chuyến đi rất phức tạp, bởi vì một hành trình rất xa, nhiều thủ tục và đặc biệt kề cận với ngày Tết Nguyên Đán của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thành thử ra lúc đầu thì rất là nhiều người thích thú, nhưng từ từ đã chia tay dần dần cho đến ngày hôm nay. Thì có khoảng 30 tham dự viên để các bạn đến từ nhiều nơi khác nhau. Ví dụ có những bạn đang đi học, đang đi làm một đất nước nào đó thì họ sẽ tìm cách để liên kết với nhau. Rồi cũng có người thì lúc đầu thì không dự định đi, nhưng mà tới giờ phút cuối để có thể sắp xếp được thì lại đăng ký đi, nhưng lại không thể đi chung được với nhau, thì phải lấy được thông tin của nhau, hẹn hò và hy vọng rằng sẽ gặp nhau tại Panama.
Vì là đại hội quốc tế cho nên không phải ai cũng có thể đi được. Vậy xin cha cho biết những bạn trẻ không thể đi thì có thể tham dự cách nào đó để có thể đón nhận những hoa trái của đại hội ạ? Thì nghe ý thức được cái điều này ngay từ đầu cho nên văn phòng ủy ban của giới trẻ thường xuyên cập nhật những thông tin qua bản tin online hàng tháng được gửi đi cho các văn phòng của các giáo phận, rồi trên các phương tiện truyền thông, trên Facebook, rồi đặc biệt các ban phục vụ giới trẻ được nhắc nhở để hòa nhịp chung với tinh thần của ngày giới trẻ thế giới tại Panama. Thí dụ như giáo hạt Tân Sơn Nhì đã có một cuộc gặp gỡ và lấy luôn tên chủ đề của đại hội là xin vâng, rồi cùng học hỏi những ý tưởng, cùng chia sẻ với nhau, cùng sống với nhau, cùng hướng về ngày giới trẻ sẽ diễn ra tại Panama. Rồi ngoài ra thì các giáo xứ, các hội đoàn cũng có nhiều cái chuẩn bị khác nhau. Ví dụ như ở Cần Thơ cũng sẽ có một đại hội giới trẻ diễn ra vào trong cái tuần lễ này để giúp cho người trẻ hiệp thông vào cái sự kiện chung của toàn giáo hội. Thưa cha, kinh nghiệm từ những lần đại hội trước thì có những hoa trái nào mang lại hay là còn động lại nơi những người tham dự ạ? Và giáo phận Sài Gòn có những buổi quy tụ như là hồi tâm lại những gì mà các bạn trẻ đã trải qua không ạ? Mỗi một đại hội có một cái sắc thái khác nhau, và một trong những cái kinh nghiệm mà các bạn tham dự chia sẻ đó là họ cảm nghiệm được một cái giáo hội sinh động, một cái giáo hội đầy sức sống. Và chính trong cái cảm nghiệm đấy nó đáp ứng được cái nhu cầu gặp gỡ của người trẻ, bởi vì người trẻ muốn có một sự kết nối, một sự giao lưu, và chính cái cuộc gặp gỡ này nó đáp ứng được cái nhu cầu của họ. Rồi qua đó họ nhận ra họ được yêu thương, họ được giáo hội yêu thương, họ được Thiên Chúa yêu thương qua giáo hội bằng những cái sự kiện với sự chuẩn bị rất là công phu. Từ đó họ cảm nhận được một cái sự thay đổi, một cái lời mời gọi thay đổi cuộc sống tốt hơn. Và rất là nhiều người trẻ họ chia sẻ được cái cảm nghiệm này như là cái hoa trái tuyệt vời của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới có thể đem lại cho những người trẻ. Và đặc biệt là khá đông các bạn trẻ qua những cái event, qua những hoạt động được tổ chức, họ cùng nhau khám phá ra được cái ơn gọi của họ, cái ơn gọi để nhận ra cái đời sống Kitô hữu của họ một cách tốt hơn, và họ sẽ có được nhiều cái cam kết hơn để dấn thân nhiều hơn cho các sinh hoạt mục vụ của giáo hội địa phương sau khi kết thúc cái cuộc gặp gỡ chung. Và đặc biệt là rất là nhiều người trẻ họ thích thú khi được gần với giáo hoàng nhiều hơn, một cách nào đó nhận thấy được cái tình thương của vị cha chung, tiếp cận với họ, quan tâm đến họ, chia sẻ với họ. Ngoài ra còn có thể nói tới những cái hoa trái từ những cái âm nhạc dành cho người trẻ. Cũng có nhiều bạn trẻ nhận được cái hoa trái của cái sự thinh lặng khi cùng với hàng ngàn người, hàng triệu người trẻ họ thinh lặng trong cái đêm canh thức. Xin cha cho biết những lần đại hội thế giới gợi hướng gì cho ngày giới trẻ của giáo phận ạ? Những ý tưởng từ lời Chúa khi được Đức Giáo Hoàng chọn, rồi được ban tổ chức trung ương thông báo, đó là một trong những cái điều tôi cho rằng rất là quan trọng. Bởi vì dựa trên lời của Chúa và người ta cảm thấy người ta được hiệp thông chung với nhau trong cái lời được chọn đó. Rồi từ từ họ sẽ cầu nguyện với nhau, họ sẽ dựa trên lời ấy để mà triển khai thành những cái hoạt động, những cái chương trình, triển khai thành những bài ca chủ đề. Và từ cái ý tưởng đó sẽ gợi hứng để giúp cho các chương trình đại hội giới trẻ của đặc biệt ở Sài Gòn có được một cái hướng đi và một cái mặt chảy, cái sự xuyên suốt theo cái nhìn chung của giáo hội Hoàng Vũ. Khi có được lời Chúa thì lại là cái giai đoạn để chờ đợi cái sứ điệp của Đức Giáo Hoàng gửi với những hướng dẫn cụ thể trong sứ điệp đó. Rồi về mặt tổ chức bên ngoài thì có thể thấy được những cái quy mô trong cái khâu tổ chức, thấy được những cái sự chuẩn bị công phu và những cái kinh nghiệm của những tình nguyện viên phục vụ cho các chương trình đại hội. Bình thường thì tại nơi diễn ra đại hội thì mỗi ngôn ngữ có những nơi để mà học hỏi và thảo luận bằng ngôn ngữ riêng của mình. Vậy xin cha cho biết thông tin về điều này tại Panama để các bạn có thể sắp xếp đến tham dự ạ. Thì sau một thời gian tiếp cận và liên lạc qua email, văn phòng vụ giới trẻ Việt Nam nhận được cái địa điểm để tổ chức giáo lý tiếng Việt cho các bạn trẻ Việt Nam ở khắp nơi muốn tìm về để cùng sum họp với nhau, cùng gặp gỡ với nhau trong cái sự kiện quan trọng này. Nơi mà ban tổ chức phân công cho người Việt Nam đó là nhà thờ Santa Rita de Casia
cách sân bay Panama khoảng chừng 5 km. Cũng rất là dễ, gần gũi, có thể đi bộ được, gần các cái sự kiện chính của đại hội. Thưa cha, xin cha cho biết thêm thông tin hay là nhắn nhủ đối với các bạn trẻ sẽ tham dự trực tiếp, hay là những bạn trẻ sẽ hiệp thông bằng cách này hay cách khác, có thể nhận được những ơn ích thiêng liêng trong biến cố đặc biệt này ạ? Ngay từ trong những ngày đầu chuẩn bị cho cái chuyến đi này, thì các bạn trẻ đã ngồi lại với nhau, rồi phác thảo những cái ước mơ của mình, rồi hình thành cái lộ trình chuẩn bị cho nhóm Việt Nam. Thì các bạn đã cùng với nhau để chọn một cái câu có thể được gọi là một slogan cho nhóm trẻ Việt Nam, với ý nghĩa là giới trẻ Việt Nam cùng mẹ đáp lời sinh vật. Cái việc mà cùng với nhau để đáp lại một lời mời gọi, đó là một trong cái điều thú vị. Bởi vì mỗi một cá nhân chúng ta có thể đáp lại lời mời của Chúa cách này cách kia, nếu chúng ta có một cái thiên để cùng với nhau mà sống cái đời sống cầu nguyện, cùng với nhau mà khám phá ý Chúa, cùng với nhau mà bước đi trong cái bước đường dấn thân phục vụ, thì quả là một cái điều đó rất là tuyệt vời. Và nhất là trong cái thời gian chuẩn bị cho những ngày diễn ra tại Panama, thì có một sự kiện rất là đặc biệt, đó là Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 15. Các tham dự viên cũng như những người trẻ được mời gọi để chuẩn bị và hướng về những cái điều mà giáo hội đang đặt ra cho chính giáo hội, cũng như mời gọi người trẻ khám phá để phân định giá trị của cuộc sống, phân định cái ơn gọi của cuộc đời, phân định để thấy được cái hướng đi trong cái đời sống đức tin của mình. Ước mong sao cho dù chúng ta có đi tới Panama hay không, thì cái tinh thần của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 15 cũng như là tinh thần ngày giới trẻ thế giới tại Panama như là một cái động lực để thôi thúc chúng ta, thôi thúc những người trẻ khám phá ra ý định của Thiên Chúa nơi cuộc đời của mình, cùng nhau đón nhận sự đồng hành của giáo hội, đón nhận sự đồng hành của tất cả các anh chị em, tất cả những người trẻ khắp nơi trên thế giới, để chúng ta có được những kinh nghiệm để phân định những giá trị trong cuộc sống của mình, và nhất là mạnh mẽ, can đảm mà lựa chọn những quyết định dấn thân trong cuộc đời của mình, như mẹ Maria đã sẵn sàng đón nhận ý Chúa và tìm ra được cái con đường đi, cái đời sống thiêng liêng của mình một cách khởi sắc hơn. Con xin chân thành cảm ơn cha và xin chào tất cả các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta chuẩn bị ba lô và lên đường thôi. Hẹn gặp lại cha và các bạn tại Panama. Văn Yên thực hiện. Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Ba, ngày 8 tháng 1, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha để chuẩn bị cho Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 27 sẽ được cử hành tại Calcutta, Ấn Độ vào ngày 11 tháng 2 với chủ đề Các con đã nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các tín hữu noi gương bác ái của Thánh Mẹ Teresa Calcutta. Ngài xác quyết rằng, những cử chỉ trao ban nhưng không như của người Samaritano là con đường đáng tin nhất để loan báo tin mừng. Việc chăm sóc các bệnh nhân cần có khả năng chuyên môn và sự dịu dàng, những cử chỉ nhưng không trực tiếp và đơn sơ như sự âu yếm quý mến, qua đó ta làm cho tha nhân cảm thấy họ được thương mến. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, trong dịp long trọng cử hành Ngày Thế giới các bệnh nhân sắp tới ở Ấn Độ, tôi muốn vui mừng và với lòng ngưỡng mộ nhắc đến hình ảnh Mẹ Thánh Teresa Calcutta, một mẫu gương bác ái, làm cho tình thương của Thiên Chúa đối với người nghèo và bệnh nhân trở nên hữu hình cụ thể. Như tôi đã nói trong lễ tôn phong mẹ lên bậc hiển thánh, Mẹ Teresa trong trọn cuộc sống là người quảng đại trao ban lòng thương xót của Chúa. Mẹ sẵn sàng đối với mọi người qua sự đón tiếp và bảo vệ sự sống con người, sự sống chưa sinh ra cũng như sự sống bị bỏ rơi và gạt bỏ. Mẹ cúi mình cho những người kiệt lực, bị bỏ mặc cho đến chết bên vệ đường. Mẹ nhìn nhận phẩm giá mà Chúa ban cho họ. Mẹ lên tiếng với những người hùng mạnh trên trái đất để họ nhìn nhận tội lỗi trước những tội ác nghèo khổ mà họ gây ra. Lòng thương xót đối với mẹ là muối mang lại hương vị cho mỗi công việc của mẹ và là ánh sáng, chiếu sáng bóng đen của những người chẳng còn nước mắt để khóc trước cảnh nghèo khó và đau khổ của họ.
sứ mạng của mẹ nơi các khu ngoại ô thành phố và những cảnh vực bên lề cuộc sống ngày nay vẫn còn là chứng tá hùng hồn về sự gần gũi của Thiên Chúa với những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, Mẹ Thánh Teresa giúp chúng ta hiểu tiêu chuẩn hành động duy nhất phải là tình thương nhân không đối với tất cả mọi người, không phân biệt ngôn ngữ, văn hóa, bộ tộc và tôn giáo. Tấm gương của Mẹ Teresa tiếp tục hướng dẫn chúng ta mở rộng những chân trời vui mừng và hy vọng cho nhân loại đang cần được cảm thông và sự dịu dàng, nhất là đối với những người đang đau khổ. Đức Thánh Cha cũng đề cao tầm quan trọng của những người hoạt động thiện nguyện, nhất là trong lĩnh vực xã hội, y tế. Họ là những người sống một cách hùng hồn, linh đạo người Samaritano nhân lành. Ngài khẳng định, Tôi cảm ơn và khích lệ tất cả các hiệp hội thiện nguyện đang giúp chuyên chở và săn sóc các bệnh nhân, những hội lo về việc hiến máu, hiến các mô và cơ phận để ghép cho bệnh nhân. Một lĩnh vực đặc biệt trong đó có sự hiện diện của anh chị em, biểu lộ sự quan tâm của giáo hội, là lĩnh vực bảo vệ các quyền của các bệnh nhân, nhất là những người bị những thứ bệnh cần phải được chăm sóc đặc biệt, và không quên lĩnh vực gây ý thức và phòng ngừa. Hôm 11 tháng 1 vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Hồng Kông đã long trọng cử hành thánh lễ an táng Đức Cha Mikael Dương Minh Trương, giám mục giáo phận sở tại, qua đời hôm 3 tháng 1 vì bệnh gan, hưởng thọ 73 tuổi. Trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Hồng Kông do Đức Hồng Y Doan Thang Hán, nguyên giám mục Hồng Kông chủ sự, với sự hiện diện của Đức Hồng Y Trần Nhật Quân, Đức Cha Phụ tá Du Xe Hạ Trí Thành và nhiều đại diện của các tôn giáo khác. Ngoài ra có bà Caria Lam, thủ lãnh ngành hành pháp ở Hồng Kông. Đức Hồng Y Doan Thang Hán đã được Bộ Truyền giáo bổ nhiệm làm giám quản tông tòa giáo phận Hồng Kông với nhiệm vụ cai quản giáo phận trong thời gian chống tòa cho đến khi có thông báo mới sau đó. Đức Hồng Y Thang Hán năm nay 79 tuổi đã từng làm giám mục chính tòa Hồng Kông từ năm 2009 đến năm 2017, là năm ngài từ chức vì lý do tuổi tác. Hôm 5 tháng 1 vừa qua, cùng với thư bổ nhiệm Đức Hồng Y Thang Hán làm giám quản tông tòa, còn có điện văn của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Trong đó, Đức Hồng Y cho biết Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với giáo phận và cảm tạ Chúa về những năm phục vụ của Đức Cha Mikael Dương Minh Trương tại giáo phận Hồng Kông, trong tư cách là linh mục và giám mục. Đức Thánh Cha phó thác linh hồn Đức Cố Giám Mục cho tình yêu thương xót của Chúa Cha và như bảo chứng sự an ủi và sức mạnh của Chúa Phục Sinh. Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh cho tất cả những người đang chịu tang vì sự qua đi của Đức Cố Giám Mục. Tại Ukraine, giáo hội chính thống tự trị đã được thành lập bất chấp sự chống đối của Tòa Thượng phụ chính thống Nga. Trong bối cảnh này, hôm thứ Ba mùng 8 tháng 1, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, đã bày tỏ mong ước có sự hiệp nhất giữa công giáo với giáo hội chính thống tại nước này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình ở Ukraine, Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk nói, Cuộc đồng hành về lâu về dài giữa công giáo và giáo hội chính thống Ukraine mới được độc lập từ ngày mùng 5 tháng 1 vừa qua, không phải là một ảo tưởng. Sự hiệp nhất giữa giáo hội công giáo Đông Phương Ukraine và giáo hội chính thống Ukraine là điều có thể thực hiện được. Đó là một viễn tượng rất đẹp. Toàn thể thế giới Kitô giáo đang tìm kiếm những con đường để tái lập sự hiệp nhất. Trước tiên là nhìn nhận các bí tích của nhau. Đức Tổng giám mục Shevchuk đã thỏa thuận với vị thủ lãnh mới của giáo hội chính thống Ukraine độc lập là Đức Tổng giám mục Epiphanius về sự cộng tác với nhau. Hồi cuối tháng 12 vừa qua, chính Đức Tổng giám mục chính thống cũng nói rất tích cực về cuộc gặp gỡ đầu tiên của ngài với Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk. Giáo hội công giáo Ukraine Đông Phương có phụng vụ Byzantine giống như chính thống và cả hai đều không có luật độc thân giáo sĩ. Tại Cộng hòa Ukraine hiện nay có hai cộng đồng chính thống lớn, một là chính thống Ukraine với Đức Tổng giám mục Epiphanius 39 tuổi làm thủ lãnh và một cộng đồng chính thống khác tuy thuộc Tòa Thượng phụ chính thống Moscow nhưng có nhiều quyền tự trị. Trong số 45 triệu dân ở Cộng hòa Ukraine có 70% là tín đồ chính thống giáo, 5 triệu người là tín hữu công giáo Ukraine Đông Phương và hơn 800.000 là tín hữu công giáo Latin, phần lớn là những người gốc Ba Lan. Hôm thứ Năm,
ngày 10 tháng 1, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống thông báo sẽ tổ chức một diễn đàn giới trẻ quốc tế tại Roma từ ngày 18 đến 22 tháng 6 năm nay về việc đón nhận và tiếp tục hành trình Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15. Diễn đàn giới trẻ này được triệu tập chiếu theo Tổng huấn Episcopalis Communio, Hiệp thông Giám mục do Đức Thánh Cha Francisco công bố ngày 15 tháng 9 năm ngoái. Trong đó, từ điều khoản số 19 đến 21 có nói về việc đón nhận và thực hiện những kết luận của Thượng Hội đồng Giám mục nhờ sự cổ võ của các giáo hội địa phương. Các hội đồng giám mục và các cơ quan có thẩm quyền của Tòa Thánh về đề tài Thượng Hội đồng Giám mục. Trong thông cáo công bố hôm 10 tháng 1 vừa qua, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cho biết, diễn đàn giới trẻ sắp tới sẽ là một môi trường để cùng phân định, duy trì phương thức đồng hành thừa sai do Thượng Hội đồng Giám mục cổ võ. Thành phần được mời tham dự diễn đàn gồm các đại biểu của các hội đồng giám mục, của các phong trào và cộng đoàn giáo hội được phổ biến rộng rãi trên thế giới. Bộ cũng hy vọng một số dự thính viên trẻ của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ cũng có thể hiện diện để thông truyền các kinh nghiệm của họ. Ngoài ra, có sự hiện diện của một số chuyên gia về mục vụ giới trẻ trên bình diện quốc tế. Mục đích chính của diễn đàn là đón nhận trên bình diện quốc tế những thúc đẩy của Thượng Hội đồng Giám mục, nhất là từ văn kiện chung kết cũng như từ văn kiện hậu Thượng Hội đồng Giám mục có thể được Đức Thánh Cha công bố từ nay cho đến ngày ấy. Sau cùng, diễn đàn này được coi như một hình thức rất cụ thể để thực hiện một trong những yêu cầu của các nghị vụ, đó là củng cố hoạt động của Văn phòng Giới trẻ thuộc Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, kể cả qua việc thành lập một tổ chức đại diện giới trẻ trên bình diện quốc tế. Hôm 8 tháng 1, khóa họp toàn thể thứ 31 dài một tuần lễ của Hội đồng Giám mục Công giáo Latin tại Ấn Độ đã khai diễn tại thành phố Mahabalipuram, bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn, về chủ đề Niềm vui phúc âm. Qua chủ đề này, các giám mục nhắm đề ra chương trình hành động để đẩy mạnh sứ mạng yêu thương và từ bi của giáo hội ở cấp độ giáo phận và giáo xứ theo tinh thần tông huấn Niềm vui phúc âm của Đức Thánh Cha Francisco. Khóa họp khai mạc với thánh lễ trọng thể do Đức Tổng giám mục Gian Battista Di Quattro, sứ thần Tòa Thánh tại Ấn Độ và Nepal chủ sự. Sau đó, Đức Hồng Y Osvan Gracias, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, chủ tọa phiên họp khai mạc. Một số diễn giả, kể cả một nữ tu và một giáo dân, đã thuyết trình gợi ý cho các giám mục về nhiều khía cạnh và cách thức thăng tiến niềm vui phúc âm trong giáo hội tại Ấn. Ngoài ra, đại hội cũng cứu xét tình hình hiện tại của giáo hội tại Ấn. 14 ủy ban và 3 phân bộ của Hội đồng Giám mục tường trình hoạt động trong 2 năm qua. Trong khóa họp, các giám mục cũng bầu lại vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Latin và các vị trách nhiệm các ủy ban với nhiệm kỳ 2 năm. Hội đồng Giám mục Ấn Độ nghi lễ Latin hiện có 132 giáo phận với 189 giám mục và là hội đồng đông nhất tại Á Châu và đứng thứ tư trong số các hội đồng giám mục công giáo trên thế giới. Giáo hội công giáo tại Ấn gồm 3 nghi lễ Latin, Siro Malabar và Siro Malankara, và mỗi nghi lễ có đoàn riêng. Giáo hội Siro Malabar có 31 giáo phận, trong khi giáo hội Siro Malankara có 11 giáo phận, tổng cộng là 174 giáo phận với 20 triệu tín hữu công giáo. Cả 3 nghi lễ họp thành một hội đồng giám mục chung, hiện do Đức Hồng Y Osvan Gracias làm chủ tịch. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin kể về ngôi nhà luôn mở rộng cửa đón tiếp những người di dân tị nạn của bà Luciana Spigolon. Có một ngôi nhà nằm sâu trong vùng thôn quê Katura, một làng quê nhỏ có 4.600 dân cư thuộc tỉnh Padova, miền trung nước Ý. Ngôi nhà đó không có cổng, nhưng những cánh cửa nhà lại luôn mở rộng. Bất cứ ai đến đây đều được chào đón. Đó là nhà của bà Luciana Spigolan. Bà Luciana Spigolan, 56 tuổi, là nữ giáo dân tận hiến thuộc phong trào các nữ tông đồ nhỏ bác ái. Phong trào được chân phước Luigi Monza thành lập vào năm 1936
và có đặc sủng là sống giữa thế gian như các tông đồ. Từ năm 2015, bà Luciana đã bắt đầu sống một kinh nghiệm đặc biệt khi đón tiếp những người dân xin tị nạn. Có một lần, một trong những người được bà đón tiếp đã quay trở lại ăn trộm nhà bà. Bà Luciana đã tha thứ cho anh ta và qua đó bà càng cảm thấy bị thuyết phục tiếp tục công việc tông đồ của mình. Bên cạnh việc chăm sóc với tình yêu thương hai người anh bị khuyết tật, từ năm 2015, bà Luciana đã đón tiếp những người xin tị nạn. Bà cho biết là mình được thừa kế một căn nhà nhỏ ở ngay trước nơi bà đang sinh sống. Bà đã sửa sang nó lại cho đàng hoàng để tiếp đón những người rốt cùng khổ cực. Bà nói, đó là ước mơ của tôi và cũng là ước mơ của Thiên Chúa và nó đã trở thành sự thật. Trong 3 năm qua, bà đã cho hơn 35 người di cư có chỗ trú ngụ và trên hết là tạo cho họ cơ hội được cứu vớt. Hiện tại có 5 người di dân đến từ các nước Mali, Nigeria và Pakistan đang cư trú dưới mái nhà của bà. Rất nhiều những người trẻ tuổi từ 18 đến 30 gọi bà Luciana là má. Bà nói, họ có thể là những đứa con của tôi yêu quý họ. Bà Luciana cũng yêu thương chàng trai trẻ đến từ bờ biển Nga, người mà vào rạng sáng ngày 5 tháng 11 vừa qua đã đạp xe từ Padova, cách nhà bà 15 cây số, đến nhà bà và ăn trộm. Bà Luciana kể lại, anh ta biết mọi ngóc ngách ở đây vì hồi năm 2017, anh ta đã ở đây 4 tháng. Tôi nghe tiếng động nên chạy vào phòng. Tôi nghĩ đến hai người anh của tôi trước tiên bởi vì họ không thể tự vệ. Có lẽ vì anh ta không muốn mình bị nhận ra nên anh ta đã xô tôi ngã nhào xuống đất và bỏ chạy. 5 chiếc xương sườn bị gãy của tôi giờ đã lành lặn. Thật là kinh hoàng. Sau nhiều cuộc điều tra, kẻ tấn công đã bị nhận diện và bị bắt. Hiện tại anh ta đang ở tù tại Padova và chờ ngày xét xử. Nhưng đối với bà Luciana, bà nói, tôi không nuôi dưỡng bất cứ sự thù ghét nào đối với anh ta. Ngược lại, tôi rất tiếc vì điều này anh ta đã làm. Anh đã cố gắng rất nhiều để thoát ra khỏi tình cảnh khó khăn và bây giờ lại phải bắt đầu lại từ con số 0. Tôi muốn gặp anh ta để hỏi anh ta tại sao, để tìm câu trả lời trong mắt anh ta. Theo bà Luciana, chỉ có ơn Chúa mới có thể giúp bà tha thứ cho anh ta. Bà nói, tôi là người nóng tính, nhưng thêm một lần nữa, Chúa đã đến cứu tôi. Trong những ngày nằm bệnh viện, tôi đã suy tư về các mối phúc thật, đặc biệt là các câu Chúa Giêsu tuyên bố phúc cho những người hiền lành, người có lòng thương xót và những ai xây dựng hòa bình. Trong thinh lặng, tôi đã hiểu rằng dù cho các khó khăn, tôi được mời gọi để sẵn sàng để tay mình bị bẩn vì những người rốt cùng. Hãy tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện. Hãy sống trong đất nước và sống với đức tin. Hãy tìm niềm vui ở nơi Chúa. Người sẽ ban cho bạn thỏa chí tội lòng. Bà Luciana đã suy niệm Thánh Vịnh 36 và đã cảm nghiệm được sự an ủi lớn lao, một sự bình an nội tâm mà bà không sao giải thích được. Một cách mâu thuẫn, sau sự việc này, bà Luciana lại cảm thấy cần phải tiếp tục dự án đón tiếp người cùng khổ. Bà Luciana muốn tận hiến đời mình để làm công việc của Chúa Kitô. Bà đọc thấy trong Thánh Vịnh 145 rằng Thiên Chúa luôn trung thành và bà cảm nghiệm được điều này cách cụ thể, đặc biệt trong những ngày bà dưỡng bệnh, khi bà không thể chăm sóc tốt cho các anh của mình. Bà chia sẻ, sự quan phòng của Thiên Chúa đến từ hoàn cảnh khốn quẫn của tôi qua sự giúp đỡ của những người khác. Nếu một người tị nạn hành xử không tốt, điều đó không có nghĩa là tất cả người tị nạn đều tệ như thế. Tôi tiếp tục công việc của mình và tin chắc rằng Thiên Chúa tốt lành sẽ hướng dẫn những bước đường của tôi. Cuốn sách lễ giáo dân và cuốn sổ cá nhân là hai trong những thứ quý nhất của bà Luciana. Bà suy gẫm lời Chúa và viết ra những điểm như nhật ký thiêng liêng, tạo nên một cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Bà nói, niềm hy vọng cũng như Chúa không làm thất vọng. Tôi để cho người hướng dẫn từng bước nhỏ, là câu mà bà Luciana đã viết và suy niệm nhiều ngày. Bà Luciana chăm sóc cho hai người anh của mình với tình thương vô bờ. Bà chia sẻ, tôi được kêu gọi cúi xuống để chăm sóc cho họ.
Thật sự là Chúa Kitô muốn tôi hiện diện trên thế giới này khi sống ơn gọi của tôi trong những điều bình thường. Các con đã nhận nhưng không thì hãy cho đi nhưng không. Tin mừng viết như thế. Các anh yêu quý của tôi là ruột thịt của tôi, là một phần của cuộc đời tôi. Ngược lại, những người trẻ mà tôi đang đón tiếp cần được tôn trọng và khích lệ để bắt đầu lại cuộc sống mới. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của đài trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Mát Ta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.